Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Zelensky, Ukraine không muốn kéo dài xung đột với Nga. Theo thông tin từ báo tin tức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev thực sự không tìm cách kéo dài tình trạng xung đột với Nga trong nhiều năm tới. Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh, chúng tôi không muốn chiến sự kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa, đài RT Nga dẫn tuyên bố của ông Zelensky trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 27 tháng 6. Ông Zelensky đã tới Brussels để ký một thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Ukraine. Đây là lần hiếm hoi ông Zelensky đưa ra nhận xét về mức độ thiệt hại và thương vong mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Kiev từ lâu đã giữ kín số thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Thay vào đó, họ khẳng định đã gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Hồi tháng 2 năm nay, ông Zelensky tuyên bố có 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 2 năm xung đột. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính Kiev đã mất 35.000 binh sĩ chỉ riêng trong tháng 5. Trước đó, người tiền nhiệm Sergei Shoigu tuyên bố vào tháng 2 rằng Ukraine đã mất ít nhất 440.000 quân trong suốt cuộc xung đột. Báo Mỹ, NATO sẽ cung cấp cho Ukraine trụ sở quân sự mới tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ New York Times đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự định cung cấp cho Ukraine một trụ sở quân sự mới để quản lý các lô hàng và vũ khí do phương Tây viện trợ, thay vì con đường dẫn đến tư cách thành viên, tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington vào tháng 7. Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và NATO, tờ New York Times cho hay trụ sở mới sẽ đảm bảo cam kết lâu dài của NATO đối với an ninh của Ukraine, đóng vai trò là cầu nối để Kiev cuối cùng được gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong tương lai. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và ban lãnh đạo NATO đã đưa ra ý tưởng này như một cách để trao cho Kiev cam kết chắc chắn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, ngay cả khi họ vẫn cho rằng thời điểm này chưa phù hợp để kết nạp Ukraine, tờ báo đưa tin. Tờ New York Times hy vọng lời đề nghị này sẽ làm hài lòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo đang coi việc gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, cam kết này cũng sẽ giúp hội nghị thượng đỉnh NATO suôn sẻ hơn so với hội nghị thượng đỉnh một năm trước tại Vilnius, Litva, nơi ông Zelensky đã không hài lòng khi Ukraine không được đưa ra mốc thời gian cụ thể cho lộ trình đàm phán gia nhập khối. Vào thời điểm đó, ông Zelensky đã chỉ trích quyết định không gửi lời mời gia nhập khối tới Ukraine là điều chưa từng có và vô lý. Ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sự không chắc chắn về vấn đề này là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của NATO. Theo tờ Washington Post, những bình luận này đã khiến các quan chức Mỹ tức giận. Các quan chức giấu tên đã nói chuyện với tờ New York Times, cho biết trụ sở quân sự mới sẽ đặt tại một cơ sở quân sự của Mỹ ở Wiesbaden, Đức, và do một vị tướng 3 sao đứng đầu, rất có thể là một vị tướng người Mỹ. Báo cáo trực tiếp với người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, tướng Christopher Cavoli. Nhiệm vụ này được gọi là hỗ trợ và đào tạo an ninh NATO cho Ukraine, NSATU, dự kiến đưa tất cả các khoản viện trợ cho Kiev vào phạm vi chung. Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia NATO vẫn hỗ trợ Ukraine trên cơ sở từng quốc gia. Các nguồn tin cho biết trụ sở này cũng sẽ điều phối hoạt động đào tạo cho quân đội Kiev của phương Tây. Các quan chức giấu tên nhấn mạnh là một dự án của NATO, NSATU sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi ông Donald Trump, người đã bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục ủng hộ Kiev, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Moscow đã nêu mục tiêu chính của chiến dịch quân sự được triển khai hồi tháng 2 năm 2022 là ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Đầu tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ ngay lập tức chuẩn bị các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nếu Kiev rút toàn bộ quân khỏi các vùng Donbass, Kherson và Zaporozhye mới sáp nhập Nga và chính thức tuyên bố không còn kế hoạch gia nhập NATO. Tuy nhiên, đề xuất hòa bình của ông Putin đã ngay lập tức bị cả Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây bác bỏ. Kiev và Moscow phản ứng với kế hoạch hòa bình Ukraine do phe ông Trump đưa ra. Thông tin từ thông tấn xã Việt Nam, trong khi cố vấn Tổng thống Ukraine nói Kiev nói mọi kế hoạch chấm dứt xung đột với Liên bang Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và hòa bình phải công bằng. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng kế hoạch giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cần tính đến thực tế trên chiến trường.
trước đó trong một diễn biến liên quan vào ngày 25 tháng 6. Kate Kellogg và Fred Flake, hai cố vấn chủ chốt của ông Trump, đã trình bày bản kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ giành thắng lợi trong cuộc chạy đua trở lại Nhà Trắng. Kế hoạch này bao gồm việc tuyên bố với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình và cảnh báo Liên bang Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Washington tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Theo kế hoạch, sẽ có một lệnh ngừng bắn giữa Liên bang Nga và Ukraine dựa trên các chiến tuyến hiện hành trong các cuộc đàm phán hòa bình. Đây có thể coi là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay từ các cộng sự của cựu Tổng thống Mỹ sau nhiều lần ông Trump tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Bình luận với hãng tin Reuters hôm 25 tháng 6 về kế hoạch hòa bình nêu trên do chiến dịch vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ đưa ra, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak nói rằng cuộc chiến ở nước này không thể kết thúc nếu không buộc Moscow phải chịu trách nhiệm. Ông Podolyak cho rằng việc đóng băng xung đột ở tiền tuyến hiện tại, nơi đang diễn ra giao tranh, sẽ là điều kỳ lạ vì chính các lực lượng Liên bang Nga đang ở trên lãnh thổ của Ukraine. Ông Podolyak cũng nhắc lại lập trường của Ukraine, bác bỏ những điều kiện ngừng bắn mà Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đưa ra. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng những điều kiện đó là điều vô lý, đồng thời nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với Reuters rằng mọi kế hoạch chấm dứt xung đột với Liên bang Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và hòa bình phải công bằng. Về phía Liên bang Nga, ngày 26 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters rằng kế hoạch do các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cần tính đến tình hình thực tế trên chiến trường và Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ông Peskov nói, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã và vẫn sẵn sàng đàm phán, có tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và để đánh giá kế hoạch. Đàm phán trước tiên chúng tôi phải nắm rõ kế hoạch đó. Ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gần đây đã đưa ra một sáng kiến hòa bình, nhưng đáng tiếc là sáng kiến này không được phương Tây, cũng như chính người Ukraine chấp nhận. Trước đó, khi phát biểu với các quan chức cấp cao ở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga vào hôm 14 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra những điều kiện cho một kế hoạch hòa bình với Ukraine. Theo kế hoạch này, Liên bang Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút lực lượng khỏi 4 khu vực của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền. 4 khu vực này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporizhia đã được sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2022. Sau khi kết quả trưng cầu dân ý ở những nơi này cho thấy đa số cử tri đồng ý sáp nhập. Ngay trong ngày 14 tháng 6, trả lời kênh truyền hình Sky TG24, khi đang tới miền Nam Italy tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của ông Putin, cho rằng những điều kiện mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra là những lời tối hậu thư và chúng không khác gì những tối hậu thư trước đó cả. Về phần mình, tại hội nghị hòa bình cho Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thừa nhận Kiev muốn Moscow ngồi vào bàn đàm phán khi Ukraine ở vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev lại cho rằng Ukraine đang mắc sai lầm lớn khi từ chối xem xét đề nghị mở các cuộc đàm phán hòa bình của Moscow vì vị thế đàm phán của nước này sẽ chỉ xấu đi cùng với thời gian. Đài RT cho biết, khi phát biểu với các phóng viên hôm 18 tháng 6, theo giờ địa phương, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nói rằng Ukraine đang đưa cuộc thảo luận trở lại điểm xuất phát bằng cách bác bỏ các sáng kiến hòa bình. Họ không nên làm điều đó, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn, cựu Tổng thống Liên bang Nga cảnh báo. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng Kiev vẫn còn thời gian để chấp nhận lời đề nghị, nhưng cánh cửa cơ hội này sẽ không kéo dài. Theo chính trị gia này, nếu Ukraine không đồng ý với các điều khoản mà Tổng thống Putin đưa ra, thì điều này sẽ dẫn đến một kịch bản mà trong đó các hành động tấn công của Liên bang Nga sẽ tiếp tục. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với PBS News mới đây rằng thỏa thuận với Ukraine về việc tấn công vào Nga sẽ mở rộng đến bất cứ nơi nào lực lượng Nga đang triển khai nhằm vào các lực lượng của Kiev. Điều đó mở rộng đến bất cứ nơi nào mà các lực lượng Nga đang vượt qua biên giới sang phía Ukraine, ông Sullivan nói và lưu ý thêm rằng đó không phải về vấn đề địa lý.
Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Charles Dies cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ đã đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp nhằm vào Nga, đặc biệt là các lực lượng của Moscow đang sẵn sàng tràn sang Ukraine. Tướng Dies nói nếu quân đội Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình vào Ukraine, việc cho phép Ukraine đánh trả các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, hôm 20 tháng 6 cũng khẳng định rằng không có thay đổi nào trong chính sách vốn luôn nhằm cho phép Ukraine tiến hành các cuộc phản công xuyên biên giới khi cần thiết. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề xuất trong cuộc họp báo tuần trước tại cuộc họp của NATO rằng chính sách này chỉ giới hạn ở khu vực Kharkov. Ukraine đã yêu cầu được phép tiến hành phản công ở khu vực Kharkov bằng cách sử dụng vũ khí của Mỹ và Tổng thống Biden đã cho phép họ làm điều đó. Nhưng khả năng tiến hành phản công trong cuộc giao tranh tầm ngắn này là chỉ ở khu vực Kharkov. Thay đổi này đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể về bản chất hạn chế của thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 vừa qua đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hạn chế bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng chủ yếu hạn chế ở biên giới, ở khu vực Kharkov, sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở đó. Trước đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề ngỏ khả năng thay đổi chính sách, nói với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels rằng có một số lĩnh vực mà Mỹ đã bật đèn xanh cho các chính sách mà trước đây họ ngần ngại thông qua.